Hôm nay là ngày 17 tây tháng 5 2014 lúc 12 giờ 20 tại nhà anh trưởng nhóm Trung học Tân An họp mặt. Văn Minh đó là mình nhìn mặt tụi nó rồi này kia phải không? Anh mời là hàng nghèo. Thưa quý cô và tất cả quý anh chị của Niên Khóa 60, hôm nay thì cũng như thường lệ buổi họp hôm nay là tại nhà của tôi là Bình Nhân Trưởng. Câu số anh em có một số thân ngộ. Cảm ơn quý thầy, quý cô đưa xá xa xôi từ cái sân đi rồi đến đây để chung vui với anh chị em của Điện Khóa 60. Trước là để cô lại quý sao là anh em có cơ hội gặp mặt, ngồi với nhau, trò chuyện với nhau. Đến với gia đình em cũng là một vinh hạnh cho gia đình của em. Em xin kính chào tất cả quý thầy cô, quý anh chị và tất cả thân hồn. Em xin hết. Không dám nói gì nữa hả? Không dám nói gì nữa. Bị ăn hiếp quá mà không nói gì nữa. Không sao, đây bên cái nguyên cái này cái lên nhé. Cũng có sẵn rồi. Hỏi sớm qua vậy đó. Xin mời quý thầy với cô các bạn xin lỗi đi. Để thầy xin lỗi. Đấy là lấy đồ đen à, nước mắt quê hương đó. Ai đâu à, đó là đúng không, không có nói lên, đó là không có được. Mấy nhỏ mà quay vô. Nó nói vậy đó. Chính là có thể bị ở tù lắm á. Quê được tên đi. Đấy, báo nghe lo dựa, báo dựa bởi lên này. Nó nghĩ rồi, màn chính nó giờ không rồi. Màn chính hả? Còn gì nữa? Rồi rồi. Nó mất đi dọn đồ cho con đó. Ồ, vậy hả? Gần tới nhà mời á có cười mày cười một lót đó tấm để ông chính lên mua gì mà cái lót gì mà cái 235 ngàn quá trời nghe từ đầu tính chân chính nữa cái đó là cũng sắp nối vậy rồi đó, nếu cần mình cũng phải tháng gì rồi tiền nhà của phải không chứ vậy thôi chứ đất lớn lắm hả? Không, đâu có lớn. Đất cho nên thấy tốt là kia không đâu có thấy coi. Lót thôi, lót là cái nhà mà 200 mấy lần. Ừ, để đó hả? Anh làm lớn nè. Giá mà hôi là cho không phải này nó rồi. Anh em nhưng mà chúng tôi là bà con thân quá. Đúng rồi, thì cái đó khó mà. Đâu có vô, đâu vô đúng rồi. Nhưng mà rồi tôi không về chiều nay phải về sáng mới châu rồi hắt sên để về chứ ngoài đâu xuống để em cưới ai cháu của ảnh. Tôi hỏi ông vậy chứ bây giờ cái gì đâu biết trời ơi anh làm trên bây giờ nó bán là 60 á cuối hình có một cái kỷ niệm này với mấy em hồi đó hai em có học ở trong cái trường tiểu học mà chú ý ở trong trường nữ không lúc đó là cô hiền thành người lên trường là cái cô hiền người bác mà cái tên nam sợ quá lên nha. Nó là do ngay cái nó đi thầy Bon đó lúc
Tôi cũng cô và các anh chị một ngày vui vẻ, nhiều hạnh phúc và luôn luôn được mọi điều như ý. Và sau đây em xin có vui mừng bạn là qua tâm thuê đọc sáng tác của Trịnh Tâm Hồng. Một mái hoa không mê xa cuộc đời bên bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, đêm đường dài thầm dài, ta dâu trời. Còn nhớ ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi mù thuở tôi vươn chân em
Yeah.
miệng cười em ơi tiếc thính dương gian với chiều mưa nhiều. Đội 45 thì chắc là tôi cũng nhiều căn đảo hơn bây giờ. Nhưng bây giờ theo thời gian thì càng ngày căn đảo nó càng ít đi. Đây là thầy Kiệt. Thầy Kiệt. Hôm nay tôi đứng ở dưới chị Hiền, chị có chị tôi, mọi người cũng yêu cầu là tôi lên trên này dùng cái chữ không biết là biểu diễn hay chữ gì. Nhưng mà anh Xuân có nói là miễn là cứ lên đây đứng là được rồi. Còn cái chuyện hát hay không, cái chuyện đó thầy hát là tới thầy Xuân lên á. Vâng. Còn chị nào cũng biết là nói là từ đấy giờ toàn phái nữ, phái yêu hát. Còn là bây giờ phái mạnh bây giờ trở thành phái yếu rồi. Thế còn phái yếu bây giờ không biết là trở thành phái gì, tôi không biết. Không biết là không phải là phái dữ mà. Anh Xuân là tôi có lẽ là làm tròn cái bổn phận là lên đây đứng. Nhất là được chụp hình như thế này thì chắc là tôi đứng hơi lâu nữa. Thầy quay phim, quay phim. Dạ. Không, thường ra tôi bây giờ không biết kiểu là đầu óc nó... Hồi xưa thì còn hát được một hai câu, nhưng bây giờ không biết là đầu óc nó trống rỗng nào, không nhớ được câu nào cả. Dạ, tôi để xin phép đợi cái dịp khác tôi về tôi học bài đã. Phải đâu anh hát hai câu yêu em dài lâu thôi. Tôi nhớ cái bài của Đức Minh bày thì yêu em dài lâu. Thế bây giờ thì tôi chỉ nhớ được mỗi cái câu yêu em dài lâu. Thế thật cảm ơn tất cả các anh, tất cả chị cũng cho cái giảm pháo tay. Vâng. Chị Hiền nói phí như vậy là tôi thấy tôi mừng.